Hello chào các bạn ha. Ngày hôm nay mình có đi mua nước ở ngoài cái cây nước tự động nha các bạn. Ngày hôm nay thì mình đã chọn ngay con số 20 các bạn ha. Thì mình cũng đã rút bỏ tiền vô xong hết trơn rồi. Nhưng mà kết quả thì cũng hơi buồn nha các bạn. Cái chai của mình nó rớt, nó dính kẹt ngay đây các bạn ha. Vậy là coi như là mình rất buồn nha các bạn ha. Ở đây thì bạn nào mình đi mua thì có thể là nhiều bạn mình có thể chú ý mình cũng chọn ngay gốc ha, cây kẹt thì nó cũng dễ dính các bạn ha. Các bạn thấy không, cái chai mình nằm còn lõn ngay dưới làng này các bạn ha. Không chịu gớt rồi, cái này chắc bỏ thêm 10.000 làm thử ngay số này cho nó ra các bạn.